Vừa rồi thì là một số hình ảnh của cảnh trục vớt cái xe máy xúc 05 bị chìm ở trên lòng sông do bị khóa nước nha các bạn. Cái gì cũng khá là nguy hiểm, làm nghề xe cuốc mà. Quý ơi, Quý ơi, quay ra tôi chụp hình coi, quay đây coi. Rồi, quay ra tôi chụp hình coi, đưa cái mặt ra đây coi. Em Quý cũng đi theo nghề xe cuốc, cũng làm tìm cơm ăn áo. Hôm nay thì mình được cùng với đội trục vớt của chú Quang Anh đến đây để mà giải cứu chiếc máy xúc bị chìm trên sông này nha các bạn. Thì mình cũng nghe đồn là đội của chú cũng vớt khá là nhiều ca rất là lớn và những cái ca rất là khó. Và hôm nay mình được chứng kiến và mình sẽ quay lại toàn cảnh trục vớt của đội này để cho các bạn cùng với bà con xem để mình có cái gì mình học hỏi và có cái gì mình rút kinh nghiệm trong cái kỳ trục vớt này nha các bạn ơi. Cho tụi nó an toàn đi ra sao trên đi Đăng ơi. Đi ra đằng sau thằng này. Ê thằng Kiệt đi ra sao trên đi. Không có trách nhiệm đi ra đằng sau hết. Thằng nào có việc làm thì lên trước. An toàn cho nhân viên là trên hết. An toàn cho nhân viên là trên hết. Thì đây là một cái trường hợp do là bị khóa nước nha các bạn. Mỗi khi thì có một cái anh tài xế ngủ lại trên cái chẹt để mà giữ máy. Nhưng mà hôm qua thì cái anh này ảnh về vì nhà có công việc. Cũng may mắn là anh ấy về, nếu mà nó khóa nước 2-3 ngày mà mình không có hay á các bạn, nó chìm trong lúc mình ngủ là mình sẽ rất là nguy hiểm cho anh tài xế nha. Cũng may mắn là anh ấy đã ở nhà và không có đi lại đó ngủ. Nếu mà ngủ là chắc sáng nay anh ấy sẽ không có về nhà được nữa rồi các bạn ơi. Nóng bây giờ quá. Đưa cho nó mày mày lấy cho nó. Đưa cho nó cái mày lấy nữa. Bơm nãy giờ cũng khá là lâu, cũng gần 2 tiếng đồng hồ các bạn. Thì cái xe cuốc cũng đã nổi lên rất nhiều và bây giờ là dùng một cái sợi dây xi cua để mà giữ lại cái chiếc xe cuốc. Và sau đó chúng ta sẽ đổi vị trí cột để tạo một cái thế rất là dễ dàng để mà đưa máy lên nha các bạn. Đây là một trong những cái cách mà đội trục vớt của chú Quang Anh thường hay làm. Đối với những cái ca nào khó thì chú mới đến. Thường thường là những cái ca dễ thì chỉ có anh tài xế mọc đi thôi. Còn ngoài ra thì chú ở nhà điều khiển không à. Ca này nó hơi khó và nó hơi sâu đó các bạn. Cái lòng sâu ở đây nó cũng sâu khoảng 15-20 mét vậy các bạn ơi. Cần phải mướn thợ lặn đến để mà cột dây để mà cho anh em tiến hành làm việc nha. Từ đầu tới giờ thì nói chung là cũng khá là rối ren trong cái lúc mà anh em làm việc, bởi vì anh em cũng có thể là chưa hiểu ý với nhau nên là có nhiều tiếng lời qua tiếng lại các bạn ơi. Sao mà tới đó được, cái này mày làm mày khẩu tới đó. Có một cái dây trung gian nữa. Mà đâu có là làm sao tới đó, mày làm sao cái đó mà lên tới đó. Cũng cứ cứ tới. Đủ sao mà cái dây đó mà còn bây giờ mà đây lên nó còn không thước thước. Chưa có được 2 thước nữa mà có đây là đó mà dưới nước mới nước lại không vậy. Sao mà 2 thước được. Sao mà lòn tới được. Có mà xỏ xuống được. Mà lòn dây mà xỏ xuống được. Đây. Cho nó xuống dây cho nó thẳng dây lại. Mình gỡ cái móc lần kia ra. Thế nào dép mà tính ơi. Đó là kêu lấy đầu dép mang. Đổ nước hả?
lên xin nước, đổ nước, lấy tiền đi. Đổ đi lên xin nước mua uống đi. Coi nhớ cây tim ở trên trong ơi, cây tim đó đấy. Cây tim giữa cái cây là được rồi. Vậy đó anh ơi, khỏi coi nha. Rồi, sau khi dây đã được bắt đâu đó cẩn thận rồi thì anh em mình tiến hành dời cái cọng dây này ra chỗ khác nha các bạn. Bây giờ là nhờ cái chú thợ lặn sẽ lặn xuống tuốt ở dưới chỗ cái gần cái buồng lái để mà cột vô cái khoen, sau đó đổi cái vị trí để mà mình dỡ cái chiếc xe cuốc này lên cho nó dễ dàng nha các bạn ơi. Trước tiên là bác tài xế cùng với bác thợ lặn hút một cái điếu thuốc để lấy sức, sau đó là tiến hành làm việc nha. Pha này khá là căng nha các bạn, khá là nguy hiểm. Giờ là cắt dây mà cũng khá là chua, bởi vì dây nó rất là thẳng nha, chỉ sợ nó bung. Rồi bây giờ là cái tay cần của máy xúc nó bị kẹt vào cái xà lan rồi các bạn ơi. Hiện tại là không kéo lên và không kéo xuống được nha. Nếu mà cứ duy trì như vậy hoài thì cũng không có thể nào mà dỡ chiếc máy xúc lên được. Nên là bây giờ là tiến hành phải cắt bỏ một cái cọng dây chịu lại. Trong quá trình cắt thì nó hơi nguy hiểm nha các bạn. Bởi vì ở trên cao với lại sợ cái sợi dây cáp nó bị búng á. Nên là anh em mình phải thật sự là cẩn thận nha các bạn. Cái này là mình thấy mình cũng sợ nên là mình sẽ ra xa để mình quay cho mấy bạn xem nha. Ghê lắm. Quá căng. Rồi. Rồi với em rồi đó. Quá bình tĩnh. Đứt cùng dây ba lý luôn rồi. Ôi nó còn dính đó mà. Xuống họ coi để họ rớt.
chuẩn bị đi lấy cái bà. Rồi chuyến này là không có chạy lê đẳng lấy phà nha, ở đây là dê lại. Giờ đi đi đi, giờ đi liền giờ nè, không rồi chứ không đi không gì ngộ quá à. Chạy đi đi, vừa đi vừa chạy thì uống mấy bắt giờ quá. Bác ơi chạy đi liền chứ. Nước chảy quá chảy. Bây giờ là cũng nổi lên khá là nhiều, nổi cabin luôn này. Cô bên cô 05 đời hay đã sáng luôn. Con xuống con lội nó qua trơn à, xuống lội đi mà xuống mày hỏi được rồi, quay qua lại xuống đi quý, lội đi mới được. Nè nè nè, đứng đây nè, xuống rồi bây giờ là thổi máy đi nha các bạn, nhét ra quá trời. Khoảng 200-300 mét rồi mới đem lên vào nữa.
giữa xong rồi. Chai giữa xong rồi đó. Đi được rồi các bạn ơi. Cái đẳng lại lên luôn còn gì nữa đâu mà. Ai ơi chạy quá trời. Ở kêu không đựng tàu nữa được rồi, lấy gì rồi tới đẳng tàu lên nữa, nó nặng. Rồi, bây giờ là mình lại đằng kia. Quay cho các bạn xem nha. Quá wow, đang cũng hơi bị gấu nha. Quá trời. Như là ông trầm nha. Quá trời.
Hiện tại thì mình đang đứng trên một cái chiếc phà của chiếc máy xúc 07 để mà chờ giải cứu chiếc máy này lên nha các bạn. Đây là chiếc 07 đang đậu chờ đây. Tại ra tình hình rất là căng nha các bạn. Chú đủ má là đạp hồi nhảy luôn ra luôn rồi. À,
Cái gì cũng quý rồi, gần sẵn luôn. Quý khờ luôn rồi. Khờ luôn rồi. Cái mũi đâu ơi?
quá trời. Cái phà nó vô lên, nó lên nữa là nhận cái phà nghiêng vô ngang, vô ngang. Sắp sửa thành công rồi. Chỉ còn là lên chút xíu nữa, nghiêng cái phà đưa vô. Lấy bà ra đi.
Rồi, thành công tốt đẹp rồi các bạn ơi. Sự cực khổ của anh em đã được đền đáp rất là xứng đáng. Kéo lên rất là ok và thành công. Lại video này tại đây nha các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của mình trong thời gian qua. Để đi chừng nữa em kéo anh em được.